Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung oxy cho điều trị người bị nhiễm COVID-19, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp cụ thể để đảm bảo nguồn oxy phục vụ công tác điều trị trong mọi tình huống khẩn cấp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc nói chung, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ cao xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy y tế. Cụ thể, nhu cầu trung bình một ngày của các tỉnh phía Nam về khí oxy phục vụ ngành y tế vào khoảng trên 400 tấn, trong khi khả năng cung ứng của các nhà cung cấp đang gặp nhiều khó khăn. Theo Bộ Công Thương, hiện nay, năng lực sản xuất oxy lỏng của Việt Nam vào khoảng 7,5 triệu tấn một năm. Sản lượng oxy hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho y tế. Tuy nhiên, hiện tượng thiếu hụt cục bộ nhất thời vẫn xảy ra do một số nguyên nhân, đó là các cơ sở sản xuất phải tiếp tục cung cấp oxy cho các đơn vị sản xuất công nghiệp theo các hợp đồng đã ký, doanh nghiệp sản xuất oxy phân bố tập trung tại một số tỉnh thành, không phân bố đều trên cả nước, trong khi khả năng vận chuyển, cung ứng gặp những vấn đề khó khăn do thiếu hụt trang thiết bị kỹ thuật cho lưu trữ và vận chuyển. Với cái đặc tính của oxy lỏng thì cái vận chuyển gần như chúng ta không thể vận chuyển được đường hàng không. Vận chuyển đường tàu biển cũng cực kỳ hạn chế. Vận chuyển được bằng đường tàu, đường sắt cũng rất khó. Mà chủ yếu bây giờ các doanh nghiệp là vận chuyển bằng các cái bình chứa oxy lỏng. Vận chuyển từ dọc đất nước, từ Bắc đến Nam hoặc từ Nam ra Bắc hoặc từ miền Trung. Do vậy thì đây cũng là một cái khó khăn cho cái việc vận chuyển oxy. Một cái điểm khó khăn nữa là cái lưu trữ oxy tại các bệnh viện. Thông thường thì các bệnh viện là có những cái phần bồn chứa oxy nó nhỏ thôi, ở mức bình thường. Nhưng bây giờ đến cái lúc mà cái nhu cầu oxy quá lớn khi mùa dịch như thế này rồi thì xuất hiện thiếu. Thì do vậy chúng tôi cho rằng là nguồn cung không thiếu, nhưng mà cái quá trình vận chuyển và chứa để sử dụng tại các bệnh viện là sẽ gặp khó khăn. Trước tình hình bức thiết hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và đề nghị của Bộ Y tế về tình hình sản xuất, cung ứng oxy y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai một số công việc cụ thể. Bộ Công Thương đã hết sức là chủ động và chúng tôi cũng làm rất là sớm. Thứ nhất là phối hợp với Bộ Y tế đã thành lập một cái tổ liên ngành để thống kê lại các cái nhà sản xuất oxy tiềm năng có thể cung cấp cho y tế. Thứ hai nữa là yêu cầu các cái cơ sở sản xuất oxy lỏng là tăng hết cỡ khả năng lực sản xuất. Cái điểm thứ ba nữa là Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng găm hàng, nâng giá, ép giá đối với oxy lỏng. Cho đến thời điểm này thì có thể nói là chúng tôi rất là hoan nghênh một số các cái đơn vị, các doanh nghiệp. Thứ nhất là đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thì có công ty thành viên là Sovigas. Ngày hôm nay là Sovigas cam kết là cắt toàn bộ các cái sử dụng oxy lỏng cho các lĩnh vực công nghiệp khác để cung cấp làm sao cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất là 115 tấn ngày hôm nay. Ngày mai thì sẽ có chi viện, chiều ngày mai ngày 28 thì sẽ có cái chi viện của ngoài Bắc và thêm là 50 tấn nữa đến chiều ngày 28 sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Và trên cơ sở đấy thì sẽ phân phối nhỏ lẻ sang cho các bệnh viện. Và đến ngày 29 trở ra thì mỗi một ngày là cái tăng cường của ngoài Bắc vào khoảng độ 50 đến 70 tấn. Và có thể còn nhiều hơn nữa nếu mà cái điều kiện vận chuyển cho phép. Thế và một cái điểm quan trọng nữa thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm các nguồn và đặc biệt là giao cho một số các cái đơn vị của Hiệp hội Khí công nghiệp sẽ tăng cường cái lượng cung ứng tại chỗ oxy lỏng. Ví dụ như từ Vũng Tàu, từ thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các doanh nghiệp khí công nghiệp mà sản xuất có oxy lỏng là sẽ phải cung cấp tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái tỉnh mà hiện nay đang gặp khó khăn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Bộ Công Thương sẽ quyết liệt chủ động thực hiện mọi giải pháp đảm bảo nguồn cung oxy cho các cơ sở y tế, chỉ đạo các đơn vị sản xuất sớm đưa các dự án đang xây dựng vào hoạt động, xây dựng phương án đẩy mạnh sản xuất tối đa oxy y tế theo công suất cho phép, xây dựng phương án lưu trữ vận chuyển để cung ứng oxy y tế trong cả nước, kể cả phương án vận chuyển từ Bắc vào Nam và ngược lại khi có nhu cầu cấp bách.